Rồi em chào anh Thảo ha. Dạ. Tại sáng nay đi bán vé số anh? Bữa nào cũng bán anh. Một ngày em bán bao nhiêu vé vậy? 70. Sao không lấy 100 luôn đi? Đúng. Sao lấy được có 70 vậy? Dạ. Giờ sáng giờ bán được nhiêu vé rồi? Bán được ba mấy vé. Ba mấy vé? À, chắc đây tới tới chiều ok mà, chắc hết mà. Hết. Hết ok mà. Dạ. Thì xíu điểm tiếp mấy vé nữa. Dạ. Từ tưởng đâu rồi anh không bán, tưởng đâu nói xạo chứ, mấy bữa nay nghe nói anh nói là đi bán vé số. Đi bán thiệt á. À, ở đây là bán nè, nói thẳng luôn á, hỏi mấy người này coi. Dạ. Không trời, ai nói kệ người ta đi. Rồi bữa nay là không ở nhà trọ Phi nữa hả? Nhà trọ vậy? Thấy nó bệnh lại cho tiền nó. À, ý anh qua thăm nữa. Dạ, không? Dạ dạ. Rồi, sẵn cho em hỏi cái câu chuyện như này nha. Dạ. Em mới hồi sáng thì cũng có anh em gì ghé nhà trọ của anh Vy á. Dạ. Thì nghe nói hồi tối là anh ngủ ở đó đúng không? Không có đâu. Ủa rồi sao nghe nói mất tiền gì đó? Sao nghe nói có nhà đâu rồi tôi cùng nó cái gì kỳ vậy? Thì em nói là sao nghe mất tiền gì 2 triệu gì đó. Rồi anh em mới lên clip gì nghe nói Vy nói là anh lấy làm sao đó. Nó dạ, ngủ ba người. Thì rồi cũng bị chập bây giờ đây nữa. Bây giờ câu chuyện nó làm sao nè, anh giải thích nè. Câu chuyện thôi, chứ không thôi là người ta sẽ nói xấu anh là ngủ đó là lấy tiền. Nó. Ý là mình tôi không có thiệt, tôi giờ lại cho ông Phi tiền nữa. À. Dạ. Mấy anh kia ảnh quay cho tiền luôn ạ. Trời ơi. Tôi nói tôi là gì? Đi lại ăn cắp tiền đó hả? Chết. Thì nói chung cũng nghe xôn xao gì mất 2-3 triệu gì đó. Giờ có ba người ở trong phòng gì đó em cũng biết chồng luôn. Nó ai biết kệ mẹ nó. Ngồi lại nữa. Là quýnh luôn đó, chứ đừng. Không, mình nói chuyện từ từ thôi. Không, tại vì nói chung là mình không có thì ở nói chung là mình không có thì mình không có. Dạ. Dạ. Trời ơi, chết nữa rồi đó. Từ sáng thì em nghe quanh quanh anh em nói vậy thôi. Em chưa đi gặp trực tiếp, nói thật đi, em chưa gặp trực tiếp. Ừ. Thì nghe anh em nói là Vy mất gì 3 triệu đúng không anh Thắng? 2 triệu 3 triệu vậy đó, được 2 triệu. Ừ. Trời ơi, chết tôi luôn rồi đó. Nghe nói ba người giờ xét cho trong mình tôi đây. Ủa mẹ có được 1 triệu tôi con liền. Ừ cái số. Thiệt. Bà Dung Dung cho 1 triệu đi bán số mấy bữa nay 2 bữa rồi. Bị quan nữa hả? Hả? Vé số của anh bán hả? Dạ. Anh bán nó mua nãy giờ kìa. Tùng cho 500 nữa đó. Là thằng cháu đó giờ đi bán thiệt có ai đợm vậy? Cháu anh có nói gì không? Không. Anh Tùng nói gì không? Hỏi chủ quán này kìa coi. Đi bán đi, nói bán chứ đi. Dạ. Đi cướp chỗ mày. Trời ơi, chết luôn rồi. Tự nhiên nói xấu anh Thảo rồi, chết luôn. Trời đó. Mang tiếng rồi kìa. Mang tiếng luôn rồi đó. Bây giờ anh có định chính. Gì? Tôi không có cái gì đâu mang tiếng. Không, tôi thấy anh Thảo là người thẳng thắn lắm chứ không phải ấy đâu. Hồi nào giờ mà đâu ra đó. Cho thằng Tùng, cho thằng Phi không hết đó nè. À. Không thiệt, nghe nó nói bệnh. Dạ. Dạ. Thì anh qua thăm đó như 2 ngày đúng không? Đúng rồi, 2 ngày đúng không? Ngày. Ngày hả? Dạ. Mà hồi tối có ngủ đó không? Không. Ngày một đêm. Một ngày một đêm. Ủa sao tối ngủ đó rồi mất tiền rồi sao mà la nói là kỳ cục vậy? Đó. Hồi bữa có một ngày. Dạ. Ở lại thăm Phi nhậu với Phi. Mà không có cho Phi nhậu. Là anh không cho Phi nhậu hả? Đúng rồi. Anh nhậu mình hả? Nhậu mình nè. Trời ơi. Không thiệt. Nó nào còn đừng nói tầm bậy tầm nghiệp người ta. Đó. Đâu có Quy ở nhà ai lại kiếm Quy đó, có ai đâu. Có trời Phật á. Mà theo anh biết thì anh nghĩ như là Quy là thật nó có tiền 5-6 triệu ở trong túi không? Theo anh nghĩ á. Trời ơi ai biết. À, không biết. Tiền bạc của nó ai mà gỡ tới đó. Bây giờ đổ thừa anh rồi đó. Chết tôi rồi đó. Đó là tiền nó để đóng nhà trọ đó. Ừ nó tiền đóng nhà trọ giờ. Đó đó. Bởi vì em cũng không biết, nó muốn gặp anh rồi đó, muốn nói chuyện hỏi anh xem như thế nào cái số tiền đó như thế nào. Trời ơi chết tôi nữa rồi đó. Chết tôi cũng bị chập rồi mà sao còn, nếu gì á có mặt tôi cho quay họ cũng kỳ rồi cho quay đó là có mà anh cũng quay vậy. Ý là kỳ rồi bị sao em, nói chung là em không cập nhật cái thông tin đó. Lại sẽ thăm Nguy cho tiền thằng Phi. Dạ. Yeah. Ừ, cho tiền Phi là bữa đó nghỉ bán. Dạ. Dạ. Ý là anh nói là cái vụ trước là bị gì đó? Bị gì? Khi nó bệnh. À. Nghe nó bệnh. Dạ. À. Rồi Thảo mới lên thăm cho tiền. Rồi cho quay luôn. Có lên à, chứ không có lên đâu. Dạ. Dạ. Rồi cái gì nữa ai?
Em đâu biết. Sáng giờ em chưa gặp Vi nữa nè. Thì thấy anh em lên clip gì nói vụ gì mất tiền 2-3 triệu gì nhà trọ. Chết luôn rồi đó. Anh muốn nghe lại không? Hả? Anh muốn nghe không? Đúng rồi, bắt cho anh nghe thử thôi. Cho anh nghe. Nói chung em chưa xem clip đó luôn á. Chỉ thấy là trên thumbnail để gì mất tiền rồi gì anh Thảo nói tao không lấy này kia. Ủa chú đâu có biết cái gì đâu xảo vậy? Trời ơi. Chết luôn rồi nó bây giờ dài nữa rồi đó hả? Em cũng đâu có biết gì đâu. Tôi đâu có nghĩ cho gì đâu, tôi đâu lên chi đi. Ở nhà buồn đi về bán vé số. Nó hỏi bà chủ quán có đứng đây nè. Thì dứt ngày 70 vé là đủ rồi. Dạ dạ. Rồi mấy bữa giờ thì anh Tùng có la có la anh không? Có la anh không? Tùng la. Không có được mà không thích thì rút qua ha. Ờ chào Vi ha. Mấy bữa nay khỏe không anh? Chết mày nữa, mày chết. Mày chết. Trời ơi chị Vi. Đâu vậy? Tụng của mình đâu có mấy con cặc gì đâu trời. Ngừng để mở cái clip lên. Cái này không đứng là mặt tiền đó. Quạt sao chết ngừng. Làm cái chi buồn giúp đỡ cho em là đứa tên là 5 triệu. Em cắt được trong túi em thì 3 triệu, em đã mất 2 triệu rồi. Còn 1 triệu em sẽ mất túi. Nó 1 triệu như 5 triệu gì? Là mất trong túi bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu với ở dưới kia là tổng cộng mất 2 triệu. Ừ. Rồi anh Thảo ở đâu anh chị? Sao mà mấy bữa nay thấy ngủ ở đây mà sáng giờ không thấy? Về hả? Rồi mình mắc vậy rồi sao? Không lại nữa. Bà chủ nào la? Chủ là nó la không? Ông ngủ này nọ đó. Xích mua ngủ á. Ờ, bà chủ nhà trọ thấy hả? Dạ. Em đi mát. Ờ. Em đi mát. Bà chủ nhà trọ, bà trọ nói la ông. Ông ngủ ngủ. Ông trọ vô đây. Ừ. Mà vậy là anh cũng biết sao chết rồi. Là anh mới về sáng nay hả? Mà chỗ kêu em đừng cho ở đây nữa, đi kiếm nhà trọ khác đi. Ừ. Đuổi Quy đi luôn rồi đó. Ta để đây chờ ở kia lại kiếm em nữa. Lại mắc đồ mắc bạc. Đúng rồi. Nghe không? Anh Thảo nghe chưa? Nghe. Nè. Hôm qua bữa nay. Mất 2 ngày rồi. Nó chịu kia nha. Chịu là 2 ngày rồi. Chú con tưởng qua đây nè là mất rồi. Ờ. Rồi còn 1 triệu... Chịu là hồi sáng. Hồi sáng mất thêm 1 triệu nữa. Cái gì? Túi nè. Rồi nó mất của em á. Ừ. Lúc móc chị biết không? Ai móc? Trời ơi, anh có móc không? Chị nói là anh chị ngủ trên gác đúng không? Anh Thảo chết sợ rồi. Chạy lên chợ. Căng rồi. Thiệt chết tôi luôn thiệt luôn. Lên làm gì? Không biết nữa lên sao mà. Nó mà đi báo công an là anh mệt lắm. Em cho anh muốn lừa với mấy ông đi về. Em muốn cho. Anh cũng em cho anh đi về hả? Anh tin Linh Kiều. Có tiền dữ gì đó. Lấy hết trời mà đi lấy triệu vậy. Mà sao Quy nó có tiền gì sao mình cũng không hiểu luôn á. Mà không biết cái gì đâu. Bữa đó thì tôi có lên trời. Giấu 2 triệu với để trong túi 1 triệu là 3 triệu rồi đúng không? Ờ. Má kỳ rồi cũng bị, giờ cũng bị nữa. Rồi bây giờ mắc hết rồi, giờ mình tính làm sao? Ở đây ai ra vô hả anh Quý? Ông Thảo thôi. Thảo mà thấy chưa? Nghe chưa anh Thảo? Chỗ mình mấy bữa nay từ lúc mà biết mắc cái tiệm tới giờ nè là có ai với ai? Anh có dắt ai lạ vô đây không? Ông Thảo không có. Qua đây.
móc ra hết cha rồi nó làm gì, ổ quần ra cho nó coi luôn á. À lúc mà nó hô mắt là anh cho xem luôn hả? Ăn không mà để nói là nhiều khi là tí là không có đó. Nó vợ tôi nói. Rồi bây giờ là chỉ còn có 3 triệu thôi dính trong người rồi, bây giờ mắc hết trơn rồi, tiền đâu mà ở nhà trọ hả? Lại thì bị ta đuổi luôn. Trời, bà chủ con nói cũng không ở đây đâu, ở đây mấy người lại ngủ ghen nhậu không đó được. Hồi nãy chị nói chị muốn đổi nhà trọ hả? Bà chủ kêu đi em đi kiếm nhà trọ khác đi, để đây sẽ đi đứng ở vô này nọ nữa. Tỉnh rồi kìa. Tỉnh rồi. Phá em hai trò em. Ồ, bà chủ nhà trọ thấy ông Thảo chạy qua đây nhậu hoài rồi, người ta kêu chị là đi đổi nhà trọ đi hả? Nhà trọ khác đi, không lại để với lại là kiếm nhậu nhẹt nữa. Ồ, lại nhậu nhẹt mà tới chủ về nhà trọ bà la luôn. Thảo cười con chứ không nghe như đó thôi. Hỏi anh Thảo coi sao. Như đó thôi. Có nghe gì có buồn không anh Thảo? Hả? Anh có buồn không? Buồn gì? Tôi đâu có lấy tiền đồng bạc con nào của đó tôi cho thằng Phi nữa. Ý là Vi nói anh lên đó anh phá gì đó. Tại vì mình nghe nghe phá ai đâu. Thì Vi nói vậy đó. Cũng không cho thằng Phi uống nữa kìa. Bây giờ Vi nói vậy đó, nói là anh lên đây phá này kia. Bà chủ nhà trọ đuổi nó đó. Kệ nó. Chuyện không biết gì hết. Anh Thảo là người ngay thẳng lên đó nói chung cũng thăm thôi. Thăm cho tiền luôn. Thăm cho tiền luôn hả? Ừ. Bữa đó có quay tôi nè. Có, đúng, em quay mà. Có không? Có. Đó. Bữa đó mắc luôn mà. Đúng rồi. Rồi làm gì tôi mắc tiền, mắc bạc cái gì. 2 triệu, 3 triệu. Tiền nó để cho trong mình mà nó ai ra móc đó. Thì nghe nó nói không, hồi nãy là nó là móc ra gì trong túi em đó. Thôi mà tôi ở đây tôi không biết cái gì đâu. Thiệt. Tiền bạc nó để đâu kệ nó. Sợ nó để quên ở đâu á. Dạ. Mình không có biết tiền bạc nó đâu đâu. Rồi bây giờ sao nè, nghe Vi nói là không cho anh đến thăm nữa là sao? Ai mà đi thăm nó. Thăm Phi cho tiền. Nghe nó bệnh. Chứ không phải thăm Vi hả? Nó đâu có thấy mặt nó đâu à, không thiệt chứ. Thật không? Thật. Không có đó luôn. Chứ trên mạng ta nói là anh để lên thăm Vi nữa đó. Nó mệt quá đi. Là không có đúng không? Đúng. Chỉ lên thăm Phi thôi. Đúng rồi. bây giờ nó chuẩn bị để đổi trọ nữa rồi sao? Đó cho kệ nó, ai biết. Thì rồi nó tôi cái gì? Hả? Thì rồi nó tôi cái gì? Mà tôi đâu có cho quay. Thì nó lên đó gì quay quạng gì nhậu nhẹt vậy đó. Có không? Có mặt vậy không? Đúng rồi. Tôi nói thiệt, không có mặt. Mà nó đi dám nói tôi vậy đó. Chị ai? Văn hả chị? Dạ. À, 70 hả chị? Anh Thảo là 70 tờ. Không thể. Em đứng đó mà còn hết. Vậy thôi anh Thảo ha. Cảm ơn nhiều. Dạ.